Anh có ngại về khoảng cách địa lý khi hiện tại em ở Tiền Giang, anh ở Vũng Tàu không ạ? Anh không nghĩ về quá, anh chỉ cần biết lý do. Nếu mà chúng ta có thể tìm hiểu nhau á, thì một tuần anh có thể gặp em được mấy lần? Anh sẽ cố gắng là một tháng được 2-3 ngày. Dạ, nếu mà chúng ta tìm hiểu nhau thì khoảng bao lâu thì anh có thể tiến tới hôn nhân ạ? Anh không nghĩ là 2 năm hay 3 năm, anh nghĩ cũng có khả năng là 2-3 tháng. Nhưng mà anh em mình tìm hiểu nhau mà đến với nhau thì là rất là tốt. Dạ vâng, lời nói đầu tiên cho em xin gửi lời chào tới anh Quyền Linh, chị Ngọc Lan và cái em kia, và chào quý vị khán giả. Em xin tự giới thiệu, em tên là Nguyễn Văn Vinh, quê em là ở Hải Phòng, Hoa Phượng Đỏ. Hiện em làm công tác tại Bà Rịa Vũng Tàu. Vinh làm gì Vinh? Dạ vâng, em làm bên cơ khí, em làm phó giám đốc điều hành. À, phó giám đốc rồi điều hành về cơ khí. Dạ vâng. Vinh ở Vũng Tàu ở với ai? Dạ vâng, em lên Vũng Tàu này em đi công trường. Ở công trường nhưng mà em ở đó với ai? Dạ em ở mấy lại anh em tập thể cán bộ nhân viên. À chứ không có gia đình ở đó, có mình em đúng không? Dạ vâng, em cũng có gia đình rồi nhưng mà em ly hôn. À dạ rồi vâng. Mời nhà gái. Lời nói đầu tiên em xin gửi lời chào thân ái đến chị Ngọc Lan cùng với anh Quyền Linh, cùng tất cả các anh chị đang trong trường quay ngày hôm nay và cũng như các anh chị đang xem trên màn ảnh nhỏ. Em xin tự giới thiệu, em tên là Lữ Thị Mỹ Hạnh, năm nay 34 tuổi, đang sống và làm việc tại Tiền Giang. Công việc hiện tại của mình là làm bên bộ phận thu mua hàng. Mời nhà trai, mình nói chút xíu về điểm mạnh, điểm yếu của mình đi. Dạ vâng, em xin nói về điểm mạnh trước ạ. Điểm mạnh của em là về văn hóa, văn nghệ và thể dục thể thao. Em thì rất thích món ăn hải sản và thích đi du lịch. Còn điểm yếu của em là hay kiểu như là tin người cho người ta vay đó. Thì người ta kiểu như là lúc thì bạn bè tốt với nhau, người ta cho vay rồi mất cả tình cảm bạn bè. Đó mới mười nhược điểm của em nữa là em hay dỗi. Hay dỗi hay dỗi, dạ vâng. À, giận dỗi đúng không? Giận dỗi đấy. Rồi, nhà gái. Đến với bạn gái nè. Dạ, ưu điểm của em là một người vui vẻ, sống cởi mở, gần gũi với tự nhiên, thích sống cuộc sống giản dị, sống quan tâm với người khác. Dạ. Biết vun vén cho gia đình. Dạ, còn khuyết điểm của em là em nấu ăn cũng tương đối nhưng mà không được giỏi lắm. Không sao đâu, cái đó không sao cả. Dạ, em có nghe bạn kia đó nấu ăn rất giỏi. Không sao cả thì một người nấu giỏi thôi được rồi, chứ chi mà tới hai người nấu giỏi. Đường tình duyên nhà gái sao? Dạ, em trải qua ba mối tình ạ. Mối tình đầu tiên của em là em yêu đơn phương một anh lớp trên. Hồi em học năm 2 đại học, yêu đơn phương nó 3 năm. Cho đến khi ra trường thì em đi làm ở công ty và em có gặp một anh là mối tình thứ hai của em. Có thể nói đây là mối tình khá là sâu sắc đối với em. Nhưng mà do là khoảng chênh lệch về tuổi tác thứ nhất, cái thứ hai là lúc đó em còn trẻ con quá nên là không có duy trì được lâu. Rồi mối tình thứ ba. Còn mối tình thứ ba thì do là vì lý do gia đình em phải về quê để hỗ trợ công việc kinh doanh của gia đình nên là 3 năm trước là em có về quê, em lập nghiệp ở quê thì bạn đó không đồng ý, yêu xa, khoảng cách về địa lý thì làm cho tình cảm phai nhạt dần. Bây giờ chúng ta nghe về bên kia tình trường như thế nào nè. Nhà trai. Dạ vâng, tình trường của em là em cũng đã một lần đổ vỡ. Em với bà xã chung sống là được 3 năm. 3 năm? Dạ vâng. Rồi chia tay mấy năm rồi? Chia tay được 6 năm rồi. Thì hai vợ chồng có mấy người con? Dạ em có hai người con, một trai một gái. Lớn chưa? Dạ con trai em năm nay học lớp 7 rồi. Con gái năm nay học lớp 4. Cháu đang ở với ai? Mà cháu trai ở với em mà cháu gái ở với mẹ. Nhưng mà trước đây là em lấy vợ này em ở rể. Mãi về sau này hai cháu nó quý mến nhau quá thì thôi thì em muốn ở chỗ mẹ em ấy là cũng gần trường học. Mới lại môi trường nó tốt. Thì em cho cháu trai nó về học, học hành hay là chi phí thế nào em cũng chu cấp cho con cái. Dạ vâng. Nghĩa là giờ em ở một mình? Dạ vâng, bây giờ em ở với một mình với mẹ em. Tình trường hai bên cũng đã rõ, nhà gái có muốn nói gì không? Bởi vì bên đây đã một lần đổ vỡ đó. Dạ, em thì không thành vấn đề. Đối với em là một người đã có kinh nghiệm trong cuộc sống thì em tin tưởng và không phải là rào cản để em có thể tìm hiểu ạ. Rồi, tốt quá. Vậy là nhẹ lòng rồi ha. Bây giờ em gái muốn tìm một người đàn ông lý tưởng như thế nào? Nói coi có giống bên nhà trai không? Mối hình lý tưởng của em là giống như anh Quyền Linh á. Trời ơi. Em rất là hâm mộ anh Quyền Linh ạ. Chào em, cảm ơn dạ, em. Chào anh ạ. Anh lúc này hơi mập thôi. Dạ. Chứ hồi nhỏ nhỏ anh cũng được lắm á. Vâng, rất phong độ ạ. Phong độ đúng không? Dạ. Được, bên đây cũng được, mặt cũng đẹp trai. Còn bây giờ nè, chút xíu thôi. Bây giờ em nói rõ đi, em muốn cao nhiêu, mập hay ốm, nói để chị qua chị ngó không cho. Khỏe không? Chào chị Ngọc Lan, xinh đẹp ạ. Dạ, chào nhà trai. Đó, giờ muốn đen hay trắng? Da cỡ em là được rồi, đừng có trắng quá. Được. Được. Rồi gì nữa? Cao hơn em một chút ạ. Chưa chắc. Này phải khẳng định, tôi phải nói thiệt luôn à. Này phải tí nữa mở rào mới biết được. Rồi không thích điều gì nữa không? Dạ, không thích người đàn ông hút thuốc và bị hói đầu. Chết. Trời ơi.
nó có phạm một chút, không đáng kể. Dán nhẹ nhẹ xuống. Đúng rồi, keo. Đây để em làm cho. Vâng. Em. Tôi cũng hói vậy. Nè, bây giờ anh cào cào xuống đó. Trời ơi, để là em gái Tiền Giang yêu dấu. Dạ. À, bây giờ anh nói em nghe nè, thật ra hói là rất là thông minh. Hói là thương vợ thương con. Dạ. Hói là ta biết yêu thương người yêu của mình. Hói là chăm sóc phụ nữ, ga lăng phụ nữ. Hói là có tất cả. Còn cái ông không hói đẹp trai không có gì hết, em chọn ai? Để em suy nghĩ. Trời ơi, vậy mà còn suy nghĩ nữa chứ. Bây giờ em còn đòi hỏi gì nữa không nhà gái? Dạ, em không có quan trọng ngoại hình. Chỉ cần bạn đó biết quan tâm chăm sóc đến gia đình hai bên là em cảm thấy thỏa mãn rồi. Rồi, được. Bây giờ em thích người phụ nữ thế nào, nói cho anh nghe coi có giống bên kia không? Dạ vâng, em thích người phụ nữ thứ nhất đầu tiên là phải trung thủy. Thứ hai nữa là em thích người giống như chị Nam Thư. Nam Thư hả? Nam Thư là một mẫu người cá tính, dạ, mạnh mẽ. Như chị Ngọc Lan cũng được, càng xinh gái ạ. Không, chị Ngọc Lan thì rất là yếu đuối và mong manh, không có mạnh mẽ được đâu. Cô gái bên kia là cô gái xinh đẹp nha, dễ thương nha em trai. Nói chung là bên kia là cô gái cũng rất là thông minh luôn đó, năng động luôn. Thành ra là anh thấy với những cái tiêu chí em đưa ra, bên kia dư sức đáp ứng nhu cầu luôn. Bây giờ chúng ta hãy nghe người thân chia sẻ đi. Đúng rồi. Anh đi với ai? Dạ em hôm nay có đi với bác nhưng mà bác lại bận công việc. Dạ, dạ. Vâng, thế là không đến được. Rồi không sao, sẽ có anh Quyền Linh. Rồi bạn gái mình đi với ai cưng? À, em đi với bạn thân của em là bạn Thúy ạ. Dạ chào em. Dạ, để nhận xét về Hạnh thì em thấy Hạnh là một người phụ nữ của gia đình. Hạnh là cũng thuộc về là phụ nữ đảm đang. Anh Vinh thì em thấy anh cũng hiền. Anh thì là ở Vũng Tàu, còn Hạnh là ở Tiền Giang. Nếu mà anh với Hạnh khắc phục được cái khoảng cách đó, thì em nghĩ là anh và Hạnh cho thời gian để tìm hiểu nhau ạ. Anh nghĩ khoảng cách không quan trọng, quan trọng mình có yêu nhau hay không thôi. Dạ đúng rồi. Tình yêu đủ lớn không thôi. Rồi, mở rào thôi. Đấy, không gian này là của em đó. Bắt đầu đi. Dạ em chào anh. Anh đến với chương trình có quà tặng em. Dạ em cảm ơn ạ. Em cũng muốn quà tặng anh ạ. Anh xin, cảm ơn em. Bó hoa đẹp quá à. Mình có muốn mở ra xem nhà trai tặng mình cái gì trong đây không? Rồi em trai lại mở ra phụ bạn gái đi. Vòng vàng, nhẫn cưới, đồng hồ đeo tay gì đó đeo vô. Thì anh nghĩ là cái đồng hồ này là cũng coi như là một cái kỷ niệm. Dạ. Em xem đồng hồ đây lúc nào cũng có anh bên cạnh. Đây đây đây, đúng rồi. Dạ rồi, cảm ơn anh. Anh gặp em anh nghĩ gì về em ạ? Nói chung là anh gặp em anh cảm thấy là anh rất là mến em rồi. Dạ. Em thấy anh sao? Có đúng gu của em không? Cái cảm xúc đầu tiên là anh thấy anh rất là hiền ạ. Dạ, anh rất là hiền và chân thật ạ. Đúng ạ, mà trong tia anh bảo anh hiền. Dạ, anh đã từng đổ vỡ một lần rồi, là hiện tại anh có sẵn sàng để tiếp nhận người mới hay không ạ? Anh cũng đã đổ vỡ một lần nên là anh cũng nghĩ là mình trong một cái quá trình và cái thời gian đấy, anh suy nghĩ kỹ. Anh cũng muốn là lên đây là lần mới được bạn đời nửa đời còn lại của mình. Anh cũng rất là muốn là đến đây là tìm hiểu và chân thành đến với lại một người mà mình yêu. Dạ, anh có ngại về khoảng cách địa lý khi hiện tại em ở Tiền Giang, anh ở Vũng Tàu không ạ? Đối với anh thì anh cũng là đi công trường rất nhiều nhưng mà anh không nghĩ về quá, anh chỉ cần biết lý do. Nếu mà chúng ta có thể tìm hiểu nhau á, thì một tuần anh có thể gặp em được mấy lần? Nói chung là công việc anh thì nó cũng khá là bận rộn. Dạ. Anh sẽ cố gắng là một tháng được 2-3 ngày. Dạ. Nếu mà chúng ta tìm hiểu nhau thì khoảng bao lâu thì anh có thể tiến tới hôn nhân ạ? Theo anh nghĩ là cái thời gian đối với anh cũng không quan trọng. Quan trọng cái tình yêu anh em mình tìm hiểu nhau mà đã đủ hiểu nhau rồi. Thì anh không nghĩ là 2 năm hay 3 năm, anh nghĩ cũng có khả năng là 2-3 tháng. Nếu mà anh em mình tìm hiểu nhau mà đến với nhau thì là rất là tốt. Dạ. Em thì rất là thích nấu ăn nhưng mà em nấu chưa được giỏi cho lắm. Anh có thể nếu mà em nấu ăn thì anh có thể hỗ trợ dọn dẹp phụ em được không? Ôi được, bởi vì anh là tự lập từ nhỏ. Từ nhỏ anh đã đi học và tự mình vươn trải và tự mình làm. Anh hỏi em một chút là chẳng hạn như là yêu xa như vậy, chẳng hạn như nhà anh ở xa mà sau này chẳng hạn anh làm ở đây, tức cũng khả năng anh không cố định làm ở đây, cũng có khả năng anh phải về trong công ty. Yeah. Đấy, anh điều hành nhưng mà chủ chốt ở công ty anh vẫn là Hải Phòng. Quan niệm của em là em có về làm dâu được không hay là em là như thế nào? Dạ, quan điểm của em là em là một người thích vun vén cho gia đình nên là vấn đề làm dâu đó em là không thành vấn đề, không phải là rào cản ạ. Tốt. Bây giờ là em thấy tóc tai gì được chưa? Có quá có hơi gì không?
Dạ cũng tương đối hợp lý rồi anh. Quá hợp lý đâu có gì đâu đúng không? Dạ. Bây giờ nè, nếu như bây giờ đến với nhau thì là em sẽ đủ lo gọi là cho vợ cho con này kia chưa, có chỗ ở riêng chưa, chuẩn bị gì chưa, nói cho cô ấy biết luôn đi. Dạ vâng. Nếu mà hai anh em đến với nhau thì anh có thể lo được cho em. Nhưng mà anh hỏi em một chút này, em có hay ghen ạ? Dạ không, em không có ghen ạ. À thế ạ. À? Nhưng mà lừa dối em là em chấm hết ạ. À. Quan điểm tình yêu của em á là phải chung thủy và đúng không phải lừa dối em. Một là không lừa dối, hai là không lừa dối nhiều lần. Mà trong cái quá trình anh em mình cứ phải thật nhiều với nhau, một phải lần chia sẻ. Không nhiều lần. Thôi. Trước khi bấm nút mà mình thấy tiếp xúc về da thịt với nhau một cái cảm xúc và tao nói là thì được cầm tay là tiếp xúc da thịt chứ còn gì nữa. Tao nói là giao lưu cảm xúc đi cho nó nghe nhẹ nhàng. Tay hầm rất là ấm áp. Thôi thì anh em mình đến đây là nó cũng một cái là một cái duyên. Bản thân anh ấy cũng cảm ơn chương trình rất là nhiều đã tạo điều kiện đấy mà anh em mình có duyên, mà anh thì cũng là người ở xa đấy mà có duyên mà đến với nhau thì anh cũng mong rằng là anh em mình cho nhau một cơ hội đấy để tìm hiểu. Nếu anh em mình tiến tới được thì là rất là tốt, anh thì sống rất là tình cảm. Dạ. Đó. Vậy có chốt đơn không vậy anh? Có chốt đơn không? Chốt đơn. Thì hôm nay đến với chương trình thì là em anh cũng nói thực sự là hơn năm nay anh không được về quê. Đó, nhưng mà anh lại nhớ đến quê hương thì nhân dịp đây thì anh cũng tặng một bài hát đấy, về quê qua một nhạc sĩ Phó Đức Phương. Dạ. Xin khán giả một tràng vỗ tay thật lớn đây ạ. Theo em anh thì về, theo em anh thì về, thăm lại miền quê, nơi có một chiến đê, có hàng tre ru thì chiều về. Ơi quê ta bánh đà bánh đúc, lời thảo thơm đồng xanh trái ngọt, lời tuổi thơ ta trải qua đẹp như giấc mơ. Ơi quê ta dầm sương dài nắng, phiên chợ nghèo lều tranh mái chiều, kia dáng ai như dáng chị dáng mẹ tôi. À, xin lỗi. Hát hay quá à. Tao em gái đi, em gái. Tao em gái hát đi. Em thích hát nhưng mà hát không có được hay nha anh Nguyễn Linh. Kệ, chơi đi em, không sao. Dạ. Dạ em xin phép được tặng anh một bài hát là bài Tóc Hát. Dường như ai đó ngang qua lối về, gió cuốn tóc thề, dường như đâu đó tóc ta nói gì, lắng nghe giùm tôi, dường như đâu đó nghe trong gió thoảng tiếng hát mơ màng, dường như em đã lăn thầm qua đây, dịu dàng tóc mai. Em quên lời là em xin ớt ạ. Trời ơi, tôi đang lắc tóc tôi dễ luôn á. Đúng bài Ngọc Lan luôn á, đúng tóc Ngọc Lan luôn á. Bây giờ, đã đến giờ phút ta quyết định. Khi bấm nút, chúng ta phải có trách nhiệm với nút bấm đó. Không phải bấm để cho có bấm, mà bấm bằng cả trái tim của mình. Nào, chuẩn bị. 1 2 3 Hết thời gian. Yeah. Chúc mừng. Nhanh gọn lẹ. Chúc mừng hai bạn. Này, tôi nói cậu biết nha. Cô gái Tiền Giang rất là dễ thương luôn đó. Hãy cố gắng chăm sóc cái mối tình này. Đây là một em gái mà tôi tin tưởng rằng là rất là chung thủy. Cảm giác lòng thấy sao? Cảm giác lúc này em rất là hồi hộp. Rất là hồi hộp, là em nghĩ là đây là những khoảnh khắc chắc là hạnh phúc nhất. Cảm giác sao em gái Tiền Giang? Dạ em cảm thấy rất là bồi hồi và xúc động ạ. Rồi.